Quý vị và các bạn thân mến, nghệ sĩ nhân dân Lê Khình, hội viên Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, hội viên Hội nghệ sĩ múa Việt Nam, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên. Mấy chục năm làm nghề, ông đã có những tác phẩm múa tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật, mang đến cho công chúng trong và ngoài tỉnh những giá trị nghệ thuật đích thực, giống như những bông đỏ thắp lên ngọn lửa tình yêu quê hương cháy mãi giữa đại ngàn, hay khắc họa chân thực và nghệ thuật nhất nét tinh hoa, tính kế thừa, cũng như ý thức gìn giữ, phát triển những điệu then của đồng bào Tày Nùng được ông biên đạo đưa vào trong tác phẩm múa truyền lại cung then. Phải yêu, phải say và hiểu sâu sắc lắm văn hóa bản địa, ông mới chất chiêu, sáng tạo nghệ thuật, đưa vào điệu múa của mình những động tác múa chân thực mà có hồn đến vậy. Hãy
lời yêu.